Hello hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn lại quay trở lại với series Trading 101 của Coin78 TV. Mình là Mộc Tính, admin nhóm 78 Trading. Rất vui được đồng hành cùng với các bạn trong series này. Thì chắc hẳn là trong những ngày vừa qua các bạn cũng khá là lo lắng và hoang mang khi mà thấy Bitcoin hiệu chỉnh được khu vực 53.000 đô về khu vực 43.000 đô, đâu đó khoảng 10.000 giá, 20%. Và các bạn không biết rằng là liệu trong khoảng thời gian sắp tới thì Bitcoin nó có những cái chuyển biến gì tiếp theo. Cho nên là trong cái video ngày hôm nay, mình và các bạn sẽ cùng nhau điểm lại thị trường, view về Bitcoin và Bitcoin Dominant, kiểm xem là chúng ta có những cái cơ hội nào để giao dịch trong khoảng thời gian sắp tới. Nào chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu thôi. Và hiện tại bây giờ là 11 giờ PM, 11 giờ tối ngày 10 tháng 9, thì chúng ta có Bitcoin vừa đóng một cây nến 4 giờ ở khu vực là 45.400. Thì chúng ta nhìn nhận là nến ngày dưới đi ha. Thì thời gian vừa qua thì mình có một cái nhận định là Bitcoin nó sẽ có một cú hiệu chỉnh mạnh từ khoảng 50 đến 60%, cái sóng tăng của nó. Và mình có nhận định này từ lúc mà Bitcoin nó đâu đó khoảng tầm 43.000 rồi. Tuy nhiên thì cái sự hiệu chỉnh nó không diễn ra ngay mà nó cứ duy trì cái đà tăng của nó cho đến khu vực 53.000 thì nó mới hiệu chỉnh. Thì trước đó mình dự đoán là đâu đó nó sẽ hiệu chỉnh khu vực là 51.500. Thì nó sống nó không có đi thêm một nhịp nữa về đến đây. Thì nếu như mình cho rằng ở đây là nhịp 1 á, thì lúc nào cũng trước khi mà bước vào nhịp 3 tăng cực kỳ mạnh mẽ thời gian sắp tới á, thì chúng ta phải có một cái nhịp 2 hiệu chỉnh. Mà thường á, nhịp 2 hiệu chỉnh á, đâu đó nó sẽ tầm khoảng từ 50 đến 60% độ dài của nhịp 1. Cho nên là mình dùng Fibo ở đây mình đo ha. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái nhịp hiệu chỉnh. Đây. Hiệu chỉnh khoảng từ ít nhất là chúng ta cũng phải hiệu chỉnh về khu vực là 40.000, tối thiểu từ 40 đến 42.000 theo mình nghĩ. Khu vực này Bitcoin nó sẽ bật lên từ khu vực này. Đó, sau đó nó sẽ đi nhịp 3. Nhịp 3 là nó sẽ tăng đến mức giá là, còn bấm cái này coi. Nhịp 3 nó sẽ đi tới mức giá là 83.000, sau đó hiệu chỉnh một nhịp về 60.000 và tăng lên 114.000 vào thời điểm cuối năm 2021. Thì cụ thể hơn, ở những cái khung giờ nhỏ thì các bạn vừa thấy là Bitcoin nó mới chỉ giảm một nhịp thôi, và hiện tại là đang đi một cái hiệu chỉnh của nhịp đó. Thì mình bấm là cũng 4 giờ ha. Đây. Rồi chúng ta thấy nè, Bitcoin nó vừa đóng cái khu vực nến nằm ở trên khu vực 45.5. Đó, chúng ta thấy ở đây. Vẽ một cái ô trên đây nữa ha. Rồi ở đây mình cho nó màu đỏ đi. Thì khu lần này sẽ là màu bán ha. Rồi ở đây Bitcoin nó đi một cái nhịp ha. Từ đây xuống đây là nhịp A. Rồi ở đây lên đây là nhịp B, và xuống đây là nhịp C. Đây như mình vẽ đây, lên nhịp B nè, xuống nhịp C. Nhịp C thì nó có thể từ 40.000 cho đến 38.000. Đó thì tối thiểu nó cũng quanh quẩn khu vực từ 40 đến 42.000 ở đây. Rồi để làm sao mình đo xem là liệu nó về tới đâu thì chúng ta kiểm tra lại ha. Đây mình dùng Fibonacci extension. Đây Fibonacci extension chấm ở đây, chấm ở đây và ở đây. Thì nếu mà chúng ta chấm đúng 100% thì nó sẽ về 38.000, nhưng mà nó vẫn có thể về tới 60% thôi, là 41.174. Đó là cái mức tối thiểu của cái nhịp giảm này. Bây giờ chúng ta đang thấy chúng ta đang chứng kiến một cái sự phục hồi rồi. Và để mà đếm nhịp của sự phục hồi thì trong cái nhịp này thì chúng ta có những cái nhịp tăng nhỏ nào không, thì nhỏ là chút xíu nữa ha.
chúng ta thấy nè, khi mà giá nó giảm về đây ha, thì từ đây tăng lên tới đây là một nhịp, ở đây xuống đây là hai ba bốn, thì mình nghĩ là trước khi mà nó giảm thì nó sẽ có một cái nhịp tăng tới về đâu đó quanh khu vực là 47.200. Tuy nhiên á, đây là nhịp E cho nên là nó có thể là nằm ở đây hoặc ở đây, cho nên nếu mà cách chơi an toàn thì chúng ta có thể mua ở đây, mua ở khu vực giá 44.700 là thời điểm hiện tại đấy, thì chúng ta sẽ chốt ở quanh quẩn là khu vực là 46.500-600, đó là khu vực khá là an toàn đây. Mình vẽ đây thì nó cũng nằm dưới cái trendline này luôn đó, các bạn cứ chơi an toàn thôi, không cần phải qua ăn trọn cuộc sống này, cứ tới đây thì mình sẽ chốt sơ sơ và chúng ta sẽ đón nhịp cái nhịp hiệu chỉnh tiếp theo, đâu đó nó sẽ về tầm khoảng 42.000 cho đến 44.000, thì ở khu vực này chúng ta sẽ bắt đầu vào hang. Thì để xem liệu rằng á, à đúng rồi, khi mà về đến đây rồi thì chúng ta sẽ đi hết cái nhịp hai đây, nhịp hai đây có thể hai khả năng nhầm, một là về tới 42.000, hai là về tới 38.000, không loại trừ khả năng đó nha các bạn, bởi vì khi mình đo extension là kéo xuống đây thì 38.000 đô vẫn là khả thi, và cái mốc 38.000 nó là cũng là một cái mốc mà hỗ trợ khá là tốt để mà bật lên. Cho nên nhịp hai nó có hai trường hợp, một là 42.000, 42.000, hai là 38.000, ok chưa? Rồi sau đó thì chúng ta sẽ có một cái nhịp tăng mạnh đó, khi mà Bitcoin nó sẽ tăng về khu vực là 83.000, nó nhịp tăng tới đây, từ đây lên đây luôn đó. Cho nên thời điểm hiện tại các bạn cứ ăn một nhịp nhỏ đây rồi bắt đầu vào hàng ở khu vực vùng dưới này. Rồi về Bitcoin Dominant thì như thế nào? Bitcoin Dominant thì như trước đó thì mình đã có những cái nhận định đó, như là nếu như Bitcoin Dominant đã break cái nền này rồi và ở đây mà nó không bật lên đó, thì nó sẽ xuống đây, xuống vùng 41 và trước khi nó bật lên. Thì như các bạn thấy là nó vừa thủng vùng 41, nhưng mà để bật zoom lên cụ thể hơn là chúng ta có thấy nè, rồi chỉ số RSI khi mà Bitcoin Dominant nó tiếp tục giảm 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 suy giảm, nhưng cái chỉ số RSI của Bitcoin Dominant nó lại tăng dần, thể hiện có một cái sự là phân kỳ, là chắc chắn là sắp có một cái sự hiệu chỉnh, cái sự đảo chiều của Bitcoin Dominant ở đây. Và thông thường á, nếu mà chúng ta tìm ra những cái điểm phân kỳ á, thì nó sẽ phân kỳ hai lần là nó sẽ bật lên, và nếu như nó phân kỳ đến ba lần, ba chạm là một chạm ở đây, hai chạm ở đây và ba chạm ở đây, thì khả năng rất cao là nó sẽ hiệu chỉnh rất mạnh nha. Đó là phân kỳ ba lần thì khả năng cao là nó sẽ hiệu chỉnh, và hiệu chỉnh rất là mạnh. Thì ở đây á, như mình đo lần trước, đo trong những cái video trước đây á, thì mình mong muốn mình rất là đợi chờ khi mà Bitcoin Dominant nó tiến vào khu vực là 52 và 57. Tuy nhiên là đó, đối với cái tình hình tích cực hiện tại của thị trường á, thì để tránh việc bỏ lỡ cái những cái cơ hội để vào hàng á, thì các bạn nên xem xét thêm cái khu vực là 48% một lần nữa nha. Đó thì tại sao mình lại nói như vậy, tại vì mình cho Fibo lại ở đây ha, kể từ đây xuống đây đó, thì ở đây nó có một cái đoạn Fibo là 0.236, đó là một, nó là một cái Fibo mà tuy là không có vững chắc như cái đoạn Fibo kia, nhưng mà nó cũng đáng để lưu ý, bởi vì tình hình khá là tích cực, Bitcoin nó cũng không có giảm nhiều nữa. Đây, nếu mà từ trường hợp mà nó giảm về 42.000 rồi nó bật lên luôn, thì chúng ta có thể bắt ở khu vực là 48%. Còn trường hợp mà nó không có tối ưu như vừa rồi, nó về tới khu vực 38.000, thì chúng ta lại canh vào Ancoin ở Bitcoin ở phần Dominant là khoảng 52 đến 57%, vẫn như kế hoạch cũ. Thì như vừa rồi các bạn thấy là từ 49 nè nó về tới 41, thì
Ancoin tăng rất là mạnh, đặc biệt là cái top coin và cái coin nền tảng, các bạn thấy Sony, Avax, Phantom, thì tất cả những cái đồng này á, là nó đều là các đồng coin mà coin nền tảng, coin blockchain. Đấy, thì theo mình nghĩ là hai cái ông lớn là Binance, BNB và ETH là hai cái đồng rất là, gọi là sao ta, là hai ông lớn trong thị trường. Tuy nhiên hai đồng này á, trong khoảng thời gian vừa qua đối với ETH á, thì chỉ có giá ETH tăng thôi, còn những cái đồng nằm trong cái hệ sinh thái của ETH thì không tăng giá nhiều mấy. Còn cái đồng BNB thì cũng chưa có một cái sự bứt phá gì nếu mà so sánh với mặt bằng chung là những cái đồng coin hệ sinh thái khác. Và theo mình đánh giá hiện tại là cái hệ DeFi của Binance nó cũng đang bị, gọi là sao, bị rút tiền dần chuyển sang những cái hệ sinh thái khác, bởi vì hệ sinh thái khác nó mới hơn, hấp dẫn hơn và cái cơ hội nó nhiều hơn Binance. Mức giá của Binance hiện tại nó được lưu trữ ở mức giá là tương đối, bởi vì cái blockchain của Binance nó đang rất là tối ưu cho việc là làm game. Không phải là tối ưu mà là nó là hiệu quả nhất ở thời điểm hiện tại, bởi vì blockchain nó rẻ và nó thông dụng, nó khá giống với ETH và nó rẻ. Tuy nhiên thì trong khoảng thời gian sắp tới thì mình nghĩ là những cái blockchain mà chuyên dụng dành cho game như là Chromium hoặc là những cái blockchain mà nó có phí rẻ hơn và nhanh hơn Binance nữa, nó sẽ thay thế dần cái mạng lưới Web20 trong cái việc là gồng gánh những cái game mới. Rồi, và vừa rồi là những cái nhận định của mình về Bitcoin và Bitcoin Dominance trong khoảng thời gian sắp tới. Còn nếu như các bạn quan tâm cụ thể một cái đồng coin nào đó, hoặc là các bạn chưa tìm được một cái đồng coin ưng ý để chọn mua, chưa tìm được cái điểm entry và những là những cái điểm take profit, thì các bạn có thể tham gia ngay nhóm 68 Trading. Thì ở đó các bạn có thể trao đổi cùng với mình và cả cộng đồng 68 Trading. Mình sẽ để link ngay dưới phần mô tả. Rồi, nếu như các bạn thấy video này hay, hãy giúp mình là like video, subscribe kênh và chia sẻ nó đến với nhiều người hơn. Cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của lớp giao dịch Trading 101 tại Coin 68 TV.